Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôn tập một cái nội dung ở khóa trung học cơ sở, đó là nồng độ phần trăm của dung dịch. Ký hiệu là C phần trăm. Đầu tiên chúng ta ôn vào phần lý thuyết. Nồng độ phần trăm của dung dịch được ký hiệu là C phần trăm bằng mơ chất tán trên mơ dung dịch nhân với 100%. 100% chính là 1, thì số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. Vì vậy, chúng ta có thể khi tính toán những phép tính ngược, bỏ qua 100% cũng được. Mơ chất tán thì bằng nơ nhỏ nhân với mơ lớn, bằng mơ dung dịch. C phần trăm là ký hiệu của nồng độ phần trăm. Mơ CT là mơ khối lượng của chất tán. Mơ GG là mơ dung dịch. Và mơ dung dịch thì bằng dung môi cộng với chất tán. Dung môi ở chương trình phổ thông chúng ta học, đó là dung môi nước. Ngoài ra, đối với một số trường hợp, chúng ta có thể sử dụng công thức mơ dung dịch 6 thì bằng mơ thêm vào cộng với mơ dung dịch ban đầu trừ mơ kết tủa và trừ mơ khí. Vậy thì vì sao kết tủa và khí thì chúng ta lại phải trừ? Thì dựa vào định nghĩa cái chất tán á thì nó sẽ không có, không chứa khí, không có khí và kết tủa, vì vậy nó sẽ không nằm trong thành phần dung dịch. Chúng ta sẽ tưởng tượng có một cái cốc ban đầu đựng một cái khối lượng dung dịch là mơ ban đầu đấy. Bây giờ chúng ta cho một chất gì vào, chất A vào, thì rõ ràng khối lượng sẽ bằng cái mơ dung dịch ban đầu cộng với khối lượng của cái chất thêm vào, có thể là chất lỏng hay chất khí hay chất rắn đều được cả. Và nếu nó có kết tủa hay là có khí thoát ra thì chúng ta phải trừ. Và chúng ta nhân nguyện về công thức. Công thức ngược là có thể tính số mol thì bằng C phần trăm nhân mơ dung dịch trên cho mơ lớn. Hoặc là tính mơ chất tán thì bằng mơ dung dịch nhân về C phần trăm. Đó là cái nội dung kiến thức chúng ta cần ôn tập về mặt lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. Dạng 1 là xác định C phần trăm của dung dịch khi mà không xảy ra phản ứng. Ví dụ câu 1, chúng ta tính nồng độ phần trăm của cái dung dịch thu được khi cho 20 g khí HCl và 100 g nước này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định khí HCl chính là chất tan thì chúng ta ký hiệu MHCl bằng 20. M nước ở đấy là dung môi. Bằng 100. Vậy ta suy ra tính được M của dung dịch thì bằng M chất tan cộng với M dung môi. Và sau đó sẽ thay vào công thức để tính C phần trăm. C phần trăm này là C phần trăm của HCl, ta ký hiệu như sau. Bằng 20 là mơ chất tán trên cho mơ dung dịch. Chúng ta áp dụng công thức ở đây. 20 chia cho 120 nhân với 100% và bấm máy tính ra được kết quả là bằng 16, ta lấy 6 dấu phẩy hai số, phẩy 67%. Vậy muốn xác định được thì bao giờ chúng ta cũng phải tìm, đó là phải xác định được mơ chất tán. Muốn tính C phần trăm thì phải tìm được mơ chất tán và phải tìm được mơ dung dịch thì sau đó mới áp dụng được công thức vào. Câu số 2. Câu B. Khi cho 0,1 món NaOH vào 100 g nước thì đầu tiên chúng ta phải tính mơ chất tán và mơ NaOH sẽ bằng 0,1 nhân với 40 sẽ bằng 4 g. Mơ dung môi ở đây chính là dung môi. Vậy suy ra mơ dung dịch của đề bài cho sẽ lấy 4 cộng với 100 bằng 104 g. Và sẽ thay vào tính C phần trăm thì chúng ta tính C phần trăm này là của NaOH thì chúng ta ký hiệu như thế này. C phần trăm của NaOH bằng mơ chất tan là 4 trên cho 104 nhân với 100%. Và chúng ta bấm phép tính này sẽ ra được kết quả là 3,85%.
Câu C và câu D. Đối với câu C, mơ 20 gram này là cái mơ thêm vào, mơ dung dịch ban đầu. Ở đấy thì chúng ta sẽ tính được mơ chất tan, mơ của não hạt ban đầu. Thì sẽ áp dụng công thức mơ chất tan bằng mơ dung dịch nhân với C phần trăm. Mơ dung dịch đây đấy là 100, còn C phần trăm là 10%. À, và nó bằng 10 gram. Còn mơ dung dịch thu được sẽ bằng mơ thêm, ta sử dụng công thức thứ hai này cho nó nhanh hơn, mơ thêm cộng với mơ dung dịch ban đầu, ở đấy không xảy ra phản ứng thì sẽ không có kết tủa hay không có khí gì cả, lấy 20 cộng với 100 bằng 120 gram và suy ra C phần trăm của não hát sẽ bằng 100 chia cho 120 nhân nhân với 100%. Thực ra 100% là một, số nào nhân với một bằng chính nó. Từ số thập phân chúng ta có thể quy ra được số phần trăm và bằng bằng 88,33%. Đó, thêm thêm vào. Đó, vậy đó, đang thêm nước vào thì nồng độ nó sẽ giảm xuống, nó loãng hơn, nhỏ nhỏ số 10. À, còn đối với câu dế thì chúng ta lại cho não hạt vào thì rõ ràng là nồng độ chắc chắn nó sẽ đặc lên, nó sẽ tăng lên. Thì các cái giá trị ở đấy chúng ta thấy rằng N áo hạt này không phải một món, thì ban đầu nó sẽ có mơ của não hạt ban đầu có trong này, ta cố ký hiệu não hạt một bằng 0,1 nhân với 40 bằng 4 gram. Mơ của não hạt ở cái dung dịch có sẵn cố ký hiệu là mơ của NaOH hạt 2, thì ta áp dụng công thức bằng mơ chất tán. Mơ chất tán thì bằng mơ dung dịch nhân với C phần trăm. 100 nhân với 10 phần trăm tức là nhân 0,1 thì bằng 10 gram. Vậy tổng NaOH hạt ta có trong dung dịch sau khi đem trộn này thì sẽ bằng 4 cộng với 10 là bằng 14 gram. Và từ đó suy ra ta C phần trăm của NaOH hạt thu được, vẫn thu được dung dịch não hạt bằng 14 là mơ chất tán, chia cho mơ dung dịch thêm 4 gram cộng với mơ ban đầu, ta áp dụng công thức này. Vậy ta lấy 4 cộng với 100. Ừ, tức là mơ dung dịch sau thì bằng mơ thêm cộng mơ dung dịch ban đầu rồi đấy. Và nhân với 100%. Bấm phép tính này ra được kết quả 13,46%. Và câu E. Đây, ba có gì? Ví dụ thứ 5. Dung dịch não hạt 30%, ta lấy 10 gram, trộn vào một cái dung dịch não hạt 10%, lấy 100 gram thôi. Thì mơ tương tự, chúng ta sẽ tính mơ của não hạt của dung dịch thứ nhất. Mơ này là mơ chất tán, có ký hiệu là mơ não hạt 1. Thì bằng mơ dung dịch lắm. Mơ dung dịch nhân với C phần trăm. Thế bằng 100 nhân với 30% bằng 3 gram, 30 gram. Mơ của não hạt ở dung dịch thứ hai, mơ chất tán ấy, thì bằng 100 nhân với 10% thì bằng 10 gram. Vậy tổng N áo hạt có trong dung dịch là bằng 30 cộng với 10 là 40 gram. Khi chúng ta trộn 100 gram vào 100 gram thì khi mơ thế mới là 100, mơ dung dịch ban đầu bằng 100. Thì mơ rồi dung dịch thu được sẽ bằng 100 cộng với 100. Trong cái dung dịch này chúng ta chú ý là có cả nước trong này nữa. Thì tổng là 200 gram. Và thay vào công thức ta phải xác định cái dung dịch thu được mới, chất tán là gì và mơ dung dịch là gì. Vậy C phần trăm của dung dịch nào hạt thu được sẽ bằng khối lượng chất tán của nó là 40 gram chia cho 200 nhân với 100%. Được kết quả là 20%. À, chúng ta cũng có bài này có thể giải theo cách khác, sơ đồ chéo. Mà cô chỉ giới thiệu ôn tập lại cái cách cơ bản đầu tiên thì đã.
Bây giờ chúng ta sang dạng thứ hai là xác định nồng độ phân trăm của cái dung dịch mà có xảy ra phản ứng hóa học. Thì các bước cần thực hiện đó là: bước 1 là viết phương trình hóa học, xác định được chất tan, chất kết tủa và chất khí sau phản ứng. Bước thứ hai là tính khối lượng của dung dịch sau phản ứng. Thường áp dụng công thức là mơ dung dịch sau phản ứng bằng mơ thêm cộng mơ dung dịch BD này là ban đầu, trừ mơ cá tế là kết tủa, hoặc là trừ mơ khí. À, ở đây chúng ta có xin lỗi một tí nhé, mình nhầm chỗ này, trừ mơ kết tủa hoặc là mơ khí. À, các bạn chú ý lại cho cô cái chỗ này nhé, như này cô biết nó bị nhầm, trừ mơ kết tủa và khí gì đấy. Ở thứ ba là có bao nhiêu chất tan thì sẽ tính được bấy nhiêu nồng độ phần trăm tương ứng. À, vì sao chúng ta và tuyệt đối không tính nồng độ phần trăm của chất khí, chất kết tủa và nước, vì nó ta không tính trong thành phần của chất tan. À, công thức C phần trăm bằng mơ chất tan trên mơ dung dịch cần phân biệt khối lượng của dung dịch và khối lượng của chất tan. Giờ chúng ta sẽ áp dụng vào bài tập cụ thể bài số 2. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 0,1 món Na2O vào 100 g nước. Thì phương trình hóa học để cho số món rồi. Phương trình chúng ta không phải tính được phương trình hóa học. Na2O cộng với nước, oxit bazơ tan đặc trùng về nước thì tạo ra NaOH. Viết xong thì phải cân bằng phương trình sau phản ứng không có khí hay không có kết tủa. Chúng ta áp dụng cái tính theo phương trình hóa học đã học ở buổi trước, Na H 0,1 thì Na2O 0,1 thì Na H sẽ nhân chéo chia ngang 0,1 nhân 2 mà chia cho 1. Không viết như thế này nhưng có nghĩa là hệ là 1 thì số là 1 bằng 0,2 mol. Sau đó chất tan là mạng NaOH thì tính mơ chất tan NaOH bằng 0,2 nhân với 40 bằng 8 g. Hãy xác định mơ dung dịch sau phản ứng. Đây, mơ dung dịch thu được sẽ bằng mơ thêm cộng mơ dung dịch ban đầu trừ mơ kết tủa hoặc mơ khí. Trong trường hợp này kết tủa và khí không có, vì vậy chúng ta chỉ thay số vào mơ thêm Na2O đã thêm thêm đề bài cho đây là số mol 0,1 nhân về phân tử cuối natri là 23, oxy là 16. Vì về phân tử cuối của Na2O chúng ta lấy 23 nhân 2 cộng với 16 sẽ là 62, cộng với mơ dung dịch ban đầu chính là mơ nước 100 g bằng 106,2 g. Sau đó thay vào công thức nồng độ phân trăm của dung dịch thu được, đấy chính là dung dịch NaOH, sẽ bằng khối lượng mơ chất tan là 8 trên mơ dung dịch là 106,2 nhân với 100%, và kết quả được 7,53%. Đó, có a trộn sẽ xảy ra phản ứng nhưng không có khí, không có kết tủa. Bài số 2. À, cùng tính nồng độ phân trăm của dung dịch thu được khi cho Na2 natri vào nước thì có xảy ra phương trình hóa học. Bước 1 tính số mol N của Na sẽ bằng nguyên tử cuối là 23, thì lấy 2,3 mơ nhỏ trên mơ lớn bằng 0,1 mol. Phương trình hóa học natri cộng với nước tạo thành NaOH và giải phóng khí H2. Viết xong chúng ta phải cân bằng phương trình để chồng H là thêm 2 đấy, và bên này là 2. Tính theo phương trình hóa học Na 0,1 dung dịch thu được lấy 0,1 nhân 2 chia cho 2, 0,1 nhân 2 và chia 2 thì bằng 0,1. Và khí chúng ta thoát ra ở đây. À, trong trường hợp mà có khí thì chúng ta phải tính khối lượng khí. Số mol của nó 0,05 thì là một nửa, đây là chất khí. Tiếp tục xác định mơ chất tan là NaOH bằng 0,1 nhân với 40 thì bằng 4 g. Mơ của dung dịch 6 sẽ bằng mơ thêm
Còn mơ dung dịch bán đâu? Trừ mơ kết tủa, trường hợp này không có, nhưng mà là có khí. Vậy mơ thêm là 2,3. Mơ dung dịch bán đâu là 100 được. Được, tức là cái khối lượng của dung dịch nó bằng 100 luôn đấy. À, được coi như là cái dung dịch mà không có chất bám gì cả, nồng độ bằng 0%, trừ đi 0,05 nhân lại 2 và bằng 102,0, trừ 0,05 bằng 102,2, 102,2 gam. Và thay vào công thức tính C% của NaOH sẽ bằng mơ nhỏ, mơ chất 8 chia cho 102,2 nhân với 100% bằng 3,91%. Đó. Vậy khi mà xảy ra phương trình thì chú ý xem sản phẩm có khí hay không. Có khí chúng ta phải trừ, và nếu mà có kết tủa thì chúng ta cũng phải trừ. Viết phương trình hóa học và giải bài toán bằng cách là tính theo phương trình hóa học. Cái buổi trước đã dạy, đã ôn tập cho các bạn. Bây giờ chúng ta sang cái bài tập tiếp theo. Bài số 3. Cho sắt vào dung dịch Cl 146 gram mà nồng độ là 10%. Thì thông thường các em thường hay quên hay không phân biệt được 146 này chính là khối lượng dung dịch này, chứ không phải là khối lượng HCl đâu. Đó. Vậy nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta phải tính số mol HCl. N của HCl, công thức tính đã bằng C% nhân với mơ dung dịch chia cho mơ lớn. Khi cho qua nồng độ phần trăm, C% là bằng 10% nhân với mơ dung dịch là 146 chia cho cưa ló là 35,5, hạt là 1, sắt là 56 nguyên tử cuối ấy. Vậy ở đây chia cho 35,5 cộng 1 là 36,5 và tính số mol bằng 0,4. Sau đó chúng ta viết phương trình hóa học sắt cộng với HCl tạo thành FeCl2 và H2. Chú ý H2 là khí thì biểu thị bằng cái mũi tiến lên. Viết xong cân bằng phương trình 2 về 2 và đẩy thêm 2 vào phương trình tự cân bằng. Những cái hệ số còn lại không viết thì có nghĩa nó là 1. Và tính theo phương trình hóa học HCl ta vừa tính được 0,4 à. Và yêu cầu tính Fe ở bên này, tính mơ và tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được. Như vậy nó sẽ liên quan đến số mol của tất cả các cái chất có trong phương trình này. Nhiệm vụ chúng ta sẽ tính lấy 0,4 nhân 1 không viết thì có nghĩa nó là 1, và nhân chéo chia ngang. 0,4 nhân 1 chia cho 2, trường hợp này cô nhầm luôn, được 0,2. Đây 0,4 nhân 1 chia 2 thì được 0,2. Còn đây 0,4 nhân 1 chia 2 cũng được 0,2. Vậy đó là số mol các chất tạo thành và tham gia phản ứng. Chúng ta tính theo phương trình hóa học. Bây giờ sẽ trả lời các cái câu hỏi của đề bài áo nhỏ được tính mơ. Mơ chính là mơ của Fe thì bằng số mol là 0,2 nơi nhỏ nhân với mơ lớn 56 bằng 11,2 gam. Cái thứ hai, muốn tính nồng độ phân trắng của dung dịch X, bé nhỏ tính dung dịch X. Dung dịch X thì chúng ta phải xác định hai cái mơ chất tán chính là mơ của FeCl2 bằng số mol nơi nhỏ là 0,2 nhân với mơ lớn, sắt là 56, cơ lo 35,5. Khi mà nhấn vào thì sẽ được kết quả đó là 127. Mà sẽ lấy biết tính cho cô, 7,156 là 127. Và được kết quả là 0,2 nhân 127. 25,4 gam. Bước thứ hai nữa là chúng ta phải tính mơ dung dịch sau phản ứng bằng mơ thêm vào thêm sắt thêm 11,2 cộng với mơ dung dịch ban đầu là 146 trừ mơ khí, khí ở đây là 0,2 nhân với 2. À, trường hợp này có khí
nha, mơ thế này cộng mơ dung dịch bán đông thì trừ mơ khí và bấm máy tính ra được kết quả là 158,6 56,8. Và từ đấy ta sẽ tính được C phần trăm của dung dịch FeCl2 sẽ bằng 25,4 chia cho 156,8 nhân với 100% bằng 16, gần bằng 16,2%. Đó, chúng ta phải xác định được chất tan. Và mơ dung dịch sao khoản này phải trừ. Từ sáng câu số 3, à câu số 4. Đầu tiên tính số món của... Đây là kết tủa BaCl3, số món của Na2CO3. N của Na2CO3 bằng mơ chất tan 212 nhân với C phần trăm 0,1 thì sẽ bằng và chia cho phân tử cuối là 100 chứ 106. Natri là 23, bari là 137 này, cơ lo là 35,5, đây là 23, còn gốc CO3 này 60 này, tính ra số món được 0,2 món. Phương trình hóa học như sau: BaCl2 phản ứng với Na2CO3 thì tạo ra kết tủa là BaCl3 và NaCl. Viết xong chúng ta cân bằng phương trình lên hai đây đây, còn hệ số những chất còn lại là một món. Na2CO3 là 0,2 món thì sẽ suy ra yêu cầu tính những cái gì BaCl2. Chúng ta sẽ suy được nhân chéo chia chia ngang hay là khác tỷ lệ 1:1 thì đây cũng sẽ 0,2, kết tủa này cũng 0,2 và NaCl sẽ là 0,4. Câu A nhỏ tim mơ có nghĩa là mơ của BaCl2 bằng 0,2 nhân với 3 đi là 137 cộng với 71 là 208 bằng 41,6. Việc tiếp theo, câu B nhỏ là tính C phần trăm của dung dịch X. Dung dịch X thì phải xác định hai cái mơ chất tan là mơ NaCl sẽ bằng 0,4 nhân với 58,5, cơ lo là 35,5, natri là 23 thì phân tử khối NaCl được 58,5 bằng 23,4 gam. Sau đó tính C phần trăm, tính mơ dung dịch, mơ dung dịch sau phản ứng thì bằng mơ thế cộng mơ dung dịch bán đầu. Trường hợp này có kết tủa, chúng ta phải trừ kết tủa, trừ mơ kết tủa. Vậy thay số vào, mơ thế là thế mơ gam mà vừa tính đây là 41,6 cộng với 212 là bán đầu, trừ đi kết tủa là BaCl3 0,2, 3 đi 37 cộng với 60, kết tủa này sẽ phân tử khối là 197. Và bấm máy tính được kết quả 214,4 214,2. À, vậy dung dịch thu được tính C phần trăm của NaCl sẽ bằng 23,4 chia cho 214,2 nhân với 100% và bấm kết quả là gần bằng 10,92%. Đó. Vậy cô lấy hai ví dụ, một ví dụ là có khí thì chúng ta phải trừ khí, một ví dụ có kết tủa thì phải trừ khối lượng kết tủa. Đó là dạng bài toán thuần. Bây giờ chúng ta đi vào cái dạng bài tập của bài toán nghịch thì như thế nào. Dạng số 2, đó là bài toán ngược xác định khối lượng của dung dịch. Chúng ta cần phân biệt mơ dung dịch với mơ chất tan. Thì cô nhắc lại cái công thức một tí. Chúng ta có mơ dung dịch thì nó sẽ bằng mơ chất tan cộng với mơ dung môi. Cho nên mơ dung dịch thì bao giờ cũng sẽ lớn hơn mơ chất tan. Cái thứ hai, mơ dung dịch chúng ta có thể áp dụng cái công thức và bằng mơ chất tan chia cho C phần trăm. Câu số 5. Bước 1.
tính N của MgO, MaZ là 24, oxy 16. Vậy phân tử cuối là bằng 40. M nhỏ trên M lớn thì sẽ bằng 0,2 mol. Bước 2 là phương trình hóa học. MgO cộng với HCl, oxit bazơ cộng với axit thì tạo ra muối và nước MgCl2 và H2O. Viết xong cân bằng phương trình. Ở đây hydro với clo chỉ số 2 chúng ta thêm 2. Đồng thời các cái hệ số còn lại tự cân bằng. Đơn vị ngoài này là mol. Mg 0,2 mol. Vậy suy ra HCl chúng ta nhân đôi đến được 0,4. Và tìm M này thì nhiều bạn sẽ bị nhầm. MHCl thì sẽ bằng 0,4 nhân với phân tử cuối là 36,5 thì bằng 14,6. Chú ý, đấy chính là chất tan. À, chứ không phải là mơ dung dịch, cũng như bạn sẽ vội vàng thì kết quả mơ bằng 14,6 là sai. Còn cái giá trị mơ của bài cần chúng ta yêu cầu tìm, đó là mơ dung dịch. Thì sẽ bằng mơ chất tan chia C phần trăm 14,6. Chia C phần trăm là 10%. Một là các bạn viết 10% này không được vứt cái số phần trăm đi nhé. Đó. Và được kết quả là 146 gram. Và đấy chính là giá trị của mơ mà yêu cầu tìm. Đó. Và phân biệt là mơ chất tan thì mơ dung dịch cho cô ạ. Câu 6 là ôn tập vào câu 6. À, cho 100 gam dung dịch nào H10% mà tác dụng vừa đủ với mơ gam dung dịch HCl 10% mà tỉnh mơ. À, cô cho ra ôn tập cái bài tập nó cũng khá là đơn giản thôi. À, vậy nhiệm vụ đầu tiên chúng ta tính được số mol NaOH bằng C phần trăm nhân với mơ dung dịch chia cho mơ lớn. À, thay số vào 100. C phần trăm là bằng 10% nhân với 100 gam chia cho mơ lớn Na là 23. Nhóm OH này là 17. Vậy đây là 40 bằng 0,25 mol. Phương trình hóa học xảy ra như sau: NaOH axit tác dụng với bazơ thì tạo ra muối và nước NaCl và H2O. Phương trình này nó tự cân bằng đôi natri hóa trị 1, clo hóa trị 1 nên là NaCl. Vậy mol NaOH 0,25. Yêu cầu tính HCl thôi thì chúng ta sẽ tính theo HCl nhân chéo chia ngang hoặc là tỷ lệ 1:1 thì suy ra HCl cũng 0,25. Vậy HCl 0,25 này thì mới là mơ chất tan. Vậy bây giờ chúng ta có thể thay vào công thức mơ dung dịch tính luôn thì bằng mơ chất tan chia cho C phần trăm. Mơ chất tan thì bằng số mol chất tan 0,25 nhân phân tử cuối là 36,5 chia cho mơ C phần trăm là 10% thì là 0,1 hoặc là viết bằng 10% này thì sẽ được kết quả là 7,91,25 gam. Và đây là mơ. Đó, bài tập ngược cho chúng ta tính mơ dung dịch, phân biệt mơ dung dịch với mơ chất tan. Vậy hôm nay cô sẽ ôn một số dạng bài tập cơ bản về bài tập của toán nông đồ. Trong quá trình chúng ta học ở những cái cuốn tập những buổi sau nữa thì chúng ta sẽ thành thạo hơn. Hẹn gặp lại các em trong buổi ôn tập tiếp theo.